Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 -880 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của Lý Đô Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lý Đô Sài Gòn TV. Hôm nay là ngày thứ ba, 19 tháng 3 2024. À, chúng tôi có ở trên Facebook, có trên Youtube, à, quý vị có thể coi bất cứ lúc nào. À, coi trên những thiết bị mà quý vị đang có, tablet hay là điện thoại vân vân hay trên máy vi tính, máy computer. À, chúng tôi có trên TV bình thường miền Nam California là 56.10, Bắc Cali 16.11 và bên Houston là 27.6. Rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ ba hôm nay. Ngày hôm nay à, sáng ra nhìn thấy à, bước ra đường nhìn thấy nó ướt át, không ngờ rằng là mình tưởng mùa mưa đã qua rồi, nhưng mà đâu có ngờ chiều ngày hôm qua tự nhiên quanh khu vực này trời ơi sóng chớp rầm rầm rầm, trời đất đen thui, xong rồi sau đó mưa rào xuống, như là thời tiết nó nó tùm lum. Người ta gọi ờ, là cái cơn cơn mưa cơn mưa cuối đông. Ờ, là tại vì tới đông. ngày 21 tháng 3. Tháng 3 là mình chúng ta bước qua là mùa xuân rồi cho nên có thể là cái cơn mưa cuối cùng không biết được là ngày hôm nay hay thứ tư hay thứ năm có còn mưa nữa hay không nhưng mà hôm qua cái cơn mưa nó gọi là cơn mưa bất chợt như vậy đó nó làm cho nhiều người không có trở tay kịp nhất là những quý vị nào đậu xe xong rồi mình hở cái cửa kính cửa oh, sổ yeah. xe xuống một chút xíu đó cho nó nó không bị nóng đó, hay là nó có thoáng đó thì ngày hôm qua tự nhiên lúc khoảng chừng ba hai rưỡi ba giờ chiều ừ. thì ra ngoài đường nhìn thấy ủa sao trời nó đen như vậy mà nó còn nghe tiếng sấm sét này kia nữa yeah. thì đọc báo sáng hôm nay mới biết được rằng là cái trận mưa hôm qua là có một cái um, cái cơn uh, gọi là bầu khí quyển từ bên Arizona và thổi ngược về hướng uh, biển đông đó về hướng biển đó uh, qua vùng chúng ta đó cho nên nó mang theo cái 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 không khí ẩm uh, cho nên nó tạo ra cái mưa và ngày hôm qua thấy uh, tôi cũng cầm điện thoại ra ngoài đứng canh me để coi coi là có sấm sét vậy để mình chụp cái hình coi là có sấm sét hay không nhưng mà chỉ nghe thôi nghe ầm 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 mà không thấy cái tia sét đánh gì hết nhưng mà cũng qua đây có cầu vòng thì vừa, vừa mưa vừa, vừa nắng mưa, đó. vừa mưa vừa, 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 vừa nắng có cầu vòng hồi ừ. xưa mình ở việt nam mới có những cái cơn mưa uh, gọi là mưa mưa rào hay là lúc mà gặp gọi là mưa đuổi tức là mưa mà mình chạy xe đạp và mưa đến từ sau lưng hoặc là chạy xe <laughs> trên đường như thế này một bên đường này mình đang chạy thì mưa nhưng mà phía bên kia thì lại nắng ráo nó rất là lạ thời tiết rất là là, là ngộ nghĩnh à, thưa quý vị à, xin nhắc lại là à, những ai mà ở à, quận cam à, orange county mà quý vị có à, MediCal thuộc Co-Optima thì à, quý vị mà chưa từng tham gia các cái chương trình mà để nhận thực phẩm thì quý vị có thể ghi danh cho chương trình này để mà được nhận 12 tuần Uh, liên tiếp những cái thực phẩm người ta gửi đến nhà rồi sau đó lại được uh, gia hạn renew thêm 12 tuần nữa, tức là 24 tuần cho những người mà được uh, đủ những cái điều kiện uh, để tham gia, uh, tức là quý vị phải có ở trong The uh, Optima rồi xong rồi uh, ngày những cái thùng hàng mà quý vị sẽ nhận được á nó sẽ có là uh, rau quả ở trong đó nè, rau quả tươi mà không có thịt hay là rau quả tươi rồi có thịt trong đó rồi có đồ mà nấu ăn sẵn cũng có rồi yeah, nó nhiều những cái cái đồ ở trong đó nó nhiều lắm quý vị ai mà nhận rồi á, thì quý vị biết người ta phát từng cái thùng gửi đến nhà à, đôi khi cũng có những cái món mình chọn á, nó, nó không thích hợp với mình nhưng mà lúc đó nếu như mình gọi cho đúng những cái người ví dụ như mình người Việt Nam mình gọi những người mà nói tiếng Việt thì người ta sẽ giúp cho mình quý vị có thể gọi đến số là 714 à, 3 9377 đặc biệt là ngày chủ nhật này thì ở ngay cái chỗ mà Southland ở Galendrove á thì người ta sẽ có một cái chương trình để mà đến đó người ta sẽ giúp cho quý vị làm hồ sơ liền luôn. Nhưng mà khi đến đó những người mà đến ngày thứ bảy này á thì được thêm một cái ưu đãi nữa đó là quý vị sẽ được nhận À, một cái thùng giống như là một cái thùng mẫu như vậy Người ta đưa cho rồi xong rồi có thức ăn nhẹ ở đó Rồi có quà để chơi uh, sổ số uh, Nhiều cái khác nữa uh, Ở chỗ mà Southland ha uh, Số là 9672 Chapman Avenue Garden Road. đó Thì đó là những cái thông tin mà những ai mà cần Thì quý vị gọi uh, Xin nhắc lại là quý vị gọi cho số là 714-386-9377 để mà có cái chương trình này gửi đến tận nhà. Tại hôm qua Ngọc Lan có nhắc tới là thứ bảy này đó. Ừ. À, nó cũng có một cái sự kiện nữa đó là ở ngay cái Garden Grove Park. Đó yeah. à, là mấy quý vị cao niên mà ừ. có thể đi học. Lớp học tự vệ. Đó. Lớp học tự vệ. Ừ. Đó thì như vậy là quý vị sẽ có hai cái sự kiện vào thứ bảy này. Một cái là ở ngay Garden Grove Park là học tự vệ. Và một cái nữa là ngay tại văn phòng của Southland Integrated. À, trên đường Chapman. À, nhưng mà có cái số điện thoại đó. À, với lại à, nếu mà quý vị đến cái văn phòng ở Southland. Để mình biết thêm chi tiết về cách nhận thực phẩm 12 tuần. Rồi gia hạn thêm 12 tuần đó. Thì ở đó cũng có sẽ có một cái chương trình à, à, thức ăn nhẹ nè. À, được tài trợ bởi một số những cơ sở thương mại chung quanh đây. Rồi quý vị hình như là tôi, tôi nghe nói hình như là có cái sự sổ số gì đó. Có sổ số. Ừ. Sổ số, số đó thì quý vị sẽ nhận được nguyên một cái giỏ trái cây nè, oh. hoặc là cái cái gift card 100 đô la nè, mm. hoặc là có bốn giải là bốn cái gift card mỗi cái là 25 đô la nè, rồi có giống như nguyên một cái chùm bong bóng. Nói là ngày hôm đó là chuẩn bị lễ phục sinh á, oh. cho nên là những ai mà đến tham dự chương trình quý vị đến đây thì quý vị sẽ được nhận những cái 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 phần quà ở đó nhưng mà để tiện đó thì người ta còn nói là 100 chỗ cho cái buổi ghi danh này thứ bảy này cho nên quý vị muốn thì quý vị gọi trước để người ta chắc chắn là có chỗ cho quý vị. ngày hôm cách khoảng 1 2 3 ngày nay đó từ khi cái chúng ta đưa cái tin này lên đó thì đã có một vài người tới ngay cái tiệm của tôi để lấy những cái tờ flyer này và cũng có người gọi điện thoại tới không có liên quan tới vấn đề điện thoại mà hỏi là số phone để ghi danh với chương trình thực phẩm là số mấy oh. đó, cho nên cũng có nhiều người người ta đang là quan tâm tới vấn đề này lắm, cho nên quý vị nhớ nhé Rồi, à, bây giờ trở qua một cái bản tin khác có liên quan tới Coca-Cola. Thưa quý vị, Coca-Cola sẽ có lẽ là không có ai lạ gì với cái công ty này hết, nhưng mà cái công ty này đó bị chỉ trích từ nhiều năm nay về cái vấn đề là cái chai nhựa mà họ dùng để đựng cái nước coca cola đó rồi sau đó được vứt bừa bãi ở trong những cái thùng rác à, cho nên họ chỉ trích cái công ty này là đã không làm cái gì nhiều để bảo vệ môi trường cứ xài những cái chai plastic như vậy chai ni lông đó chai nhựa đó rồi người ta không có để ý không có ý thức để mà à, tái tạo lại recycle nó mà người ta cứ quăng nó vô thùng rác thì nó cũng là một cái hiểm họa về môi trường cho nên mới đây thì công ty coca cola À, bắt đầu trong tuần tới mình sẽ thấy ở nhiều tiệm sẽ có cái chai kiểu mới quý vị à chai kiểu mới mà làm hoàn toàn từ 100% plastic recycle à, recycle plastic cho nên tuy tuy vậy đó thì uh, bài báo của CNN Business ngày hôm nay cho biết đó là cái nắp thì sẽ không làm từ cái uh, cái uh, cái, uh, cái nhựa tái tạo lại và cái 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 vòng vòng nhãn hiệu này nè ừ. cũng không làm từ chỉ có cái chai không thôi đó thì công ty coca cola nói rằng là chúng tôi bị chỉ trích nhiều về vấn đề là sử dụng chai nhựa quý vị cũng thấy là những cái chai nước ngọt đó, quý vị nhiều cho nên chúng tôi đã cố gắng để mà dùng những cái loại chai nhựa mà bây giờ sẽ là cái đời mới nó à, khác đi một chút xíu và nó làm từ cái nhựa mà đã recycle ra thì đây cũng là một cái tin là cũng hay tại vì cái công ty này cũng nghe người ta nói nhiều nhưng mà tôi mà tôi nhìn cái chai này đó tôi cũng chẳng thấy nó khác gì với cái chai cũ cả mình đâu bao giờ mình để ý đâu khi nào mình đọc tin tức thì mình mới biết rằng là à cái chai này nó như thế nào thế nào nhưng mà nếu mà mình nhìn như vậy nè mình vô mình kêu một ly một chai cốt Cộng với lại một cái món ăn hamburger gì đó đi thì khi người ta đưa ra mình cũng thấy y hệt như là kiểu cũ thôi chả có gì lạ nhưng mà đây là một cái gọi là báo hôm nay người họ là một cái milestone một cái bước ngoặt của một công ty lớn mà đã chịu khó để nghe những lời phàn nàn trước đây khi mà đến ngày cái dịp gọi là tổng hành dinh Coca-Cola à. ở Atlanta đó bên tiểu bang Georgia đi vô đó trời ơi Ngọc Lan nhớ hoài mình không thể tưởng tượng được là có bao nhiêu hương vị ở đó nha nguyễn trường có những cái nó không nó nó chỉ không mình chưa hề thấy xuất hiện ở ngoài thị trường ở đây ừ. nhưng mà họ làm theo cho nhiều khi từng quốc gia có những cái loại nó lạ lắm nó rất là ngộ à, ngọc lan đến đó là trước à, dịch covid 19 chín à, nó có những cái điều gì xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại